Tập 23. Dĩ Duyệt, em có thể cùng anh không? Anh muốn dẫn em đi đâu? Sao lại đến đây chứ? Không phải chứ, em vẫn chưa nói xong mà. Người khác tỏ tình đều là nói cho người mình thích nghe. Anh thì hay rồi, chỉ tỏ tình cho tình địch xem. Tốn công tốn sức quá đấy. Cảm ơn em đến bố trí sân khấu. Anh có từng nghĩ lỡ như Hà Kiều Yến không đuổi theo đến đây thì sao? Vì thì anh ta không có tư cách cho diễn chuyện hạnh phúc. Anh sẽ dẫn cô ấy đi Đức. Chào thầy, chào cô. Tiểu Bảo, thầy giáo, có chuyện gì vậy? Hôm nay không biết sao Tiểu Bảo cứ khăng khăng muốn tự chơi bóng rổ trên sân bóng, khăng khăng không muốn về lớp. Xin lỗi thầy nhé, chúng tôi có thể nói chuyện riêng với Tiểu Bảo một lúc được không? Được, được. Cảm ơn thầy. Tiểu Bảo, sao tự nhiên con lại muốn chơi bóng rổ? Tiểu Bảo, con có chuyện gì muốn nói với ba hay sao? Chơi bóng. Con muốn cùng chơi bóng rổ với ba phải không? Chơi bóng rất vui. Nếu ba ở đây thì nhất định sẽ dạy cho con chơi bóng rổ. Con nghĩ đủ mọi cách chơi xấu để thắng con nữa. Ba, Tiểu Bảo, gọi lại lần nữa đi. Ba, con trai ngoan. Con trai đi nào, bắt được rồi nhé. Anh nói xem, trên đời này có tình yêu không? Em không nên hỏi anh mà. Một người yêu đơn phương như anh nói những lời này em không tin tưởng cho lắm. Vậy thì em nghĩ tình yêu là gì chứ? Em không biết. Em chỉ biết đó là thứ không liên quan tới em. Em bị chứng rối loạn âu lo nhiều năm rồi đúng không?
Bắt đầu từ năm thứ hai khi ra nước ngoài, đã xảy ra chuyện gì hay sao? Anh biết không, lúc em vừa ra nước ngoài giống như được sổ lòng vậy. Tác phẩm em thiết kế năm đó giành được giải Hoa Kim Tước. Sau đó em vô tình biết được, quá ra giải thưởng em giành được trong nước khi ấy vốn không phải thiết kế của em, mà hoàn toàn do mẹ của em đứng đằng sau giật dây. Chẳng phải ba mẹ em không ủng hộ em làm thiết kế hay sao? Phải đó. Nhưng bà ấy càng không thể chấp nhận việc em thất bại được. Mẹ của em biết giải thưởng đó rất khó giành được. Hơn nữa, năm đó mọi người xung quanh em đều biết em tham gia cuộc thi, cho nên sau này mỗi khi em đối mặt với bản thảo thiết kế là em lại bắt đầu trở nên rất sợ hãi. Hơn nữa, cảm giác sợ hãi này càng ngày càng nghiêm trọng. Thực ra bắt đầu từ năm ngoái, em đã không còn vẽ được một bản thiết kế nào hết. Anh thấy em rất đáng thương phải không? Vậy thì anh cứ việc thương tiếc em đi. Dù sao em cũng nhìn thấy hết bộ dạng chật vật khổ sở của em rồi. Thế này đáng là gì chứ? Người khác có thấy em đáng thương hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân của em đó. Em có thấy mình đáng thương hay không? Em có thấy cam lòng hay không? Những người như chúng ta cứ luôn coi nhẹ trái tim của chính mình, rồi lấy lý do này, lý do kia để phớt lờ nó, cho đến khi nó bị bệnh. Đừng uống một mình chứ. Tiểu Bảo ngủ rồi hay sao? Ngủ rồi. Anh quyết định rồi, anh sẽ nghe theo em. Anh đồng ý. Đồng ý tìm lại trí nhớ rồi hay sao? Có em và Tiểu Bảo là anh có dũng khí để cố gắng. Cảm ơn tất cả những gì em đã làm cho anh trong khoảng thời gian này. Ở bên anh, yêu thương anh. Một nhà ba người chúng ta yêu thương nhau, nhất định sẽ vượt qua cửa ải này. Anh muốn cho em và Tiểu Bảo hạnh phúc. Tổng giám đốc Hạ đến tìm tôi chắc không phải để khám bệnh nhỉ? Tôi đến để cảm ơn anh. Từ trước đến nay, Dĩ Duyệt đều coi anh là người bạn quấy tin tưởng nhất. Anh chỉ cần cứ đứng ở vị trí này là được, đừng vượt qua ranh giới. Điều này thì tôi không thể đảm bảo với anh được đâu, nó phụ thuộc vào anh hết. Nhưng mà tôi có thể đảm bảo với anh, dù sau này xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ cho cô ấy hạnh phúc. Hãy nhớ những lời anh nói hôm nay đó. Tôi về trước đi. Chuyện đó tiếp theo anh định làm thế nào đi? Tôi sẽ nghĩ cách để tìm lại trí nhớ của mình. Tôi có một đàn anh từng giúp một người có tình huống rất giống anh tìm lại được trí nhớ thông qua việc thôi miên. Nếu anh không ngại thì tôi có thể giới thiệu cho anh.
làm phiền anh quá. Anh không thể đảm bảo chắc chắn sẽ giúp được cho bạn của em tìm lại được trí nhớ, nhưng mà chúng ta có thể thử xem. Thế này đi, em bảo cậu ta chiều ngày mai trực tiếp đến tìm anh. Nhưng anh biết giả rồi. À đúng rồi, em nhớ hình như trước đây phòng ký ức của anh có một người sau này làm nhà thiết kế, có phải hay không? Đúng đúng đúng, cậu ấy là Châu Tinh Nguyên. Sao thế? Em nhớ 5 năm trước anh ấy từng làm giám khảo của giải Hoa Kim Tước. Đúng thế, đúng là có chuyện đó. Anh có cách liên hệ với anh ấy không? Có chuyện em muốn hỏi anh ấy một chút. Có chứ, không thành vấn đề. Anh gửi vào điện thoại cho em sao? Vâng, cảm ơn anh. Ở đây chỉ có hai người chúng ta. Yên tâm nói đi, rốt cuộc ông đã nhận bao nhiêu tiền chứ? Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. Hôm đó phải là ông lái xe mới đúng. Tại sao tự nhiên lại không dám lái nữa? Chỉ là tự nhiên thấy mệt thôi. Ông đã biết trước là sẽ có chuyện, cho nên mới tìm cớ để không lái xe nữa, đúng hay không? Cậu có chứng cứ gì mà nói vậy? Nói thật cho ông biết nha. Tôi đã tìm lại được một phần trí nhớ của tôi. Tôi tìm ông chỉ để tiết kiệm thời gian thôi. Ông không nói cho tôi biết cũng không sao. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nhớ lại hết thôi. Có nhớ lại hay không thì tôi cũng không sợ. Tai nạn xe năm đó không liên quan tới tôi. Cậu muốn tìm thì đi tìm bọn họ đi. Bọn họ? Nói như vậy thì vụ tai nạn xe đúng là có kẻ đứng đằng sau giật dây. Và đúng vậy. Hơn nữa trực giác của Dĩ Duyệt là đúng. Vậy hôm nay cháu nói với tài xế Trương, cháu đã nhớ lại, thì những kẻ đứng đằng sau liệu có làm gì cháu để che giấu hay không chứ? Cháu cố ý nói như vậy đó. Nếu như cháu đã không nhớ lại được, thì cứ để cho những người trong trí nhớ quay lại tìm cháu. Kiều Yến, thế nào rồi? Hình như thôi miên không có tác dụng gì với anh hết. Đã nhiều ngày như vậy rồi mà anh vẫn không nhớ ra được gì hết. Không sao đâu anh, cái tế bào thần kinh của anh không bị tổn thương, não bộ cũng không bị chấn thương, cho nên ký ức chắc chắn vẫn còn. Chỉ là bây giờ tạm thời bị thiếu cách đánh thức nó mà thôi. Ôm một cái nào. Được rồi, được rồi, nhất định sẽ tìm được thôi. Nào Vivi, mẹ nhớ lúc còn nhỏ con thích ăn cánh gà nhất đó. Bây giờ con không ăn những thứ này nữa, nó quá nhiều calo. Cũng đúng, con đã bảo mẹ về rồi mà. Tại sao mẹ vẫn còn ở đây? Nghe lời mẹ, về nhà đi. Với con mà nói, quê nhà đã thay đổi hoàn toàn rồi. Mỗi một bước đường của con đi ở đây đều rất thực tế và chân thực.
Dù thế nào thì tôi cũng xin lỗi cô. Vì không thông báo với cô mà đã đón người nhà của cô đến là do tôi thiếu suy nghĩ quá. Xin lỗi cô. Lúc cô gặp nguy hiểm, tôi vì bận xã giao mà không gọi điện thoại cho cô. Cũng là lỗi của tôi. Xin lỗi. Tôi... Tốt nhất anh đừng có đặt bàn tay đó của anh vào miệng của tôi. Tôi phát ngấy chuyện này. Hơn nữa không cần nói xin lỗi với tôi. Có đếm hết được những người con gái anh từng dỗ dành hay không? Tôi không quan tâm. Đi. Tôi nói rồi, hai chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Anh cứ mặc kệ tôi. Anh bỏ tôi ra. Anh. Chào mừng đến giới vườn hoa bí mật của tôi. Trên tầng thượng khách sạn của anh còn có phong cảnh thế này nữa hay sao? Tôi thấy dưới chân của tôi đang trung. Chúng ta đang nhảy trên đầu bọn họ đấy. Thuộc dạng khách hàng siêu VIP. Nào, cứ uống cho thoải mái đi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi đã quyết tâm phải có một nơi để ăn để ngủ ở thành phố đây rồi. Dù chỉ là một chiếc giường nhỏ thôi cũng có thể bảo vệ ước mơ của tôi. Bởi vì tôi không bao giờ quay về ngôi nhà đó nữa. Ngày nào ra khỏi cửa tôi cũng sửa soạn, trang điểm thật đẹp, giống như đang trang bị cho chính mình từ đầu đến chân. Chỉ sợ rằng lộ ra dù chỉ một chút sự sợ hãi. Tôi sợ người khác nhìn ra được tôi chẳng có gì hết. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì chứ?
Em đi đây. Tiêu rồi. Lúc sáng vội quá, mình lại cầm nhầm điện thoại của tên ôn cố kia rồi. Phải làm sao đây? Thằng nhóc này đâu rồi? Tôi đã đến rồi đây. Sao nó còn chưa đến vậy? Chắc là sắp đến rồi. Dịch Vi, gọi cuộc điện thoại bảo nó đến nhanh lên đi. Một lát nữa tôi còn có cuộc họp khác. Và xin lỗi, chắc là anh ấy sắp đến rồi. Chắc là tắt đường thôi. Giống xem thành tích tháng trước của nó, tôi còn muốn khen ngợi nó một chút. Bây giờ xem ra những cái tật cũ này, cô không mời được. Vậy được, để tôi. Đừng mà. Xin lỗi, tôi đến muộn. Lúc đi không tìm được điện thoại. Con xem, cái tật quên trước quên sau của con kìa. Thế bây giờ tìm được chưa? Tìm được rồi, tìm được rồi. Đến sớm rồi. Đi mua cho Tiểu Bảo một cái nào. Chào anh, tôi lấy một cái nha. Bao nhiêu tiền vậy? 5 tệ. Tiểu Bảo, mẹ ở đây này. Chạy chậm thôi con, chậm thôi, chậm thôi. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ, mẹ bị người xấu bắt đi rồi. Tiểu Bảo, con đừng lo lắng quá. Con về lớp học tìm thầy giáo đi con. Bố bảo tài xế đi đón con. Mẹ bị bắt đi rồi, cứu mẹ đi. Quay cái xe đó ra, con còn nhìn thấy gì nữa? A30273, A30273, A30273. Tiểu Bảo, con làm tốt lắm. Không cần lo lắng cho mẹ đâu. Ba sẽ đi tìm mẹ ngay đây. Mẹ nhất định không sao đâu. Phanh lại đi. Gió xào xạc, trăng đẹp tươi, thuyền chồng chành trôi về đâu. Thời gian dài đằng đẵng, có tôi bên cạnh. Đừng đi. Đừng đi mà. Dĩ Duyệt. Dĩ Duyệt, đừng đi. Dĩ Duyệt. Kiều Yến. Kiều Yến à. Dĩ Duyệt, đừng đi. Dĩ Duyệt, đừng đi mà. Đừng, đừng xa anh. Em không đi đâu hết, em không xa anh đâu. Không sao rồi. Dĩ Duyệt.
Tiểu Bảo đâu rồi? Cô đi đón Tiểu Bảo rồi, sẽ về nhanh thôi. Tại sao em lại ăn mặc như thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua rồi. Không sao rồi. Lúc em bị bắt cóc, chính anh đã cứu em. Không cẩn thận bị đâm xe, nhưng may là có túi khí, cho nên hai chúng ta đều không sao hết. Chỉ có anh bị thương ở đầu thôi. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại hết. Chúng ta ở bệnh viện theo dõi 2 ngày là có thể về nhà rồi. Em không sao là tốt rồi. Người bắt cóc em là đối thủ một mất một còn của tập đoàn Hạ Thị, là người của công ty Elmo. Bọn họ đã thừa nhận hết rồi. Nhưng mà anh yên tâm đi, cảnh sát đã bắt hết bọn họ rồi. Anh đã nhớ ra, năm đó do chiếc xe bị mất phanh, một chiếc xe tải lớn chạy phía đối diện với anh. Đèn của chiếc xe đó làm cho anh chói mắt. Sau đó anh đã đâm vào cây ở bên cạnh. Không sao rồi. Năm đó, năm đó anh trai của anh cũng là vì nắm được lỗ hổng tài chính lớn của công ty Elmo, Liễu Tử Lãng rơi vào đường cùng, bị dồn ép đến mức lý trí, cho nên mới mua chuộc tài xế Trương đến nhà của anh làm tai mắt. Tài xế Trương biết phanh xe của anh bị hỏng, nhưng vì em trai của anh ta nợ Liễu Tử Lãng tiền, cho nên đã bán tin này cho hắn ta. Sau đó theo sự sắp xếp của đối phương mà tìm lý do từ chỗ lái xe. Vậy còn chiếc xe tải đó, trực giác của anh đã đúng. Chiếc xe tải đó vốn định trực tiếp làm hại mọi người, nhưng do trời mưa to quá, xe của anh mất kiểm soát, cho nên đã bay thẳng ra ngoài luôn. Kiều Yến, tai nạn xe không phải là lỗi của anh. Hung thủ thực sự đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Dĩ Duyệt, cảm ơn em, là em đã cứu anh và Tiểu Bảo. Bài hát thiếu nhi em hát hôm đó là bài hát hay nhất anh từng nghe trong cuộc đời này. Số mệnh đã đùa một trò đùa lớn đối với chúng ta. Em đã cứu anh một lần, anh cũng đã cứu em một lần. Sau này chúng ta không ai rời khỏi ai được nữa. Những gì anh nói là thật hay sao? Vô cùng chính xác. Anh có ấn tượng sâu sắc với tác phẩm của em, cho nên anh đã nhớ rất rõ ràng. Em là người giành giải nhất, được ban vị giám khảo chúng tôi nhất trí thông qua. Nhưng rõ ràng mẹ của em nói, chuyện mà em nói đó, anh đã nhờ anh Châu tìm hỏi người phụ trách năm đó rồi. Trong chuyện này có một sự nhầm lẫn nhỏ. Mẹ của em đã nhầm tác phẩm của một người khác thành tác phẩm của em, mà tên tác phẩm của người đó chỉ khác một chữ so với tác phẩm của em thôi.
Sao rồi, vẫn ổn chứ? Thực ra em nên sớm nghĩ đến. Mẹ của em chưa bao giờ quan tâm đến thiết kế của em, thì sao lại biết được tác phẩm của em tên là gì chứ? Khác nghề như cách núi mà. Mẹ của em không hiểu, thì tất nhiên là không có hứng thú tìm hiểu rồi. Tại sao anh lại nghĩ đến việc đi hỏi thăm chuyện này giúp em? Anh đã được nghe nói về cách làm người của anh Châu từ lâu. Anh nghĩ anh ấy không thể làm loại chuyện đó được. Với lại, anh tin năng lực của em đủ để giành được giải nhất. Em cảm ơn anh. Bây giờ đã cởi bỏ được hiểu lầm rồi, em định làm thế nào đi? Vô lý quá, tại sao em lại thua nữa rồi? Nào, lê lưỡi ra. Anh có biết thế nào là thương qua tiết ngọc, được chỗ tốt rồi thì thu tay, súng bắn chim đầu đàn không? Anh chỉ biết dám chơi dám chịu thôi. Em không chơi với anh nữa. Giận rồi hay sao? Há miệng ra. Là đàn anh. Anh ấy nói tối nay đến thăm chúng ta. Anh làm gì vậy? Không cần đến đâu. Sau 9 giờ tối bệnh viện không cho phép vào thăm bệnh nhân. Em phát hiện con người anh rất kỳ lạ đó nha. Có phải là anh không thích anh ấy hay không? Sao anh phải thích anh ta chứ? Anh là người duy nhất không thích anh ấy mà em từng gặp. Vậy thì nhanh thôi, anh sẽ không còn là người duy nhất nữa. Còn ai nữa? Em đấy. Tại sao em lại không thích đàn anh chứ? Đây gọi là chồng sao vợ dậy thôi. Trẻ con. Lại gửi tin nhắn cho ai vậy? Nhược Vi. Anh nói là sau 9 giờ bệnh viện không cho thăm bệnh nhân mà. Em bảo cô ấy không cần đến nữa. Không cần gửi cho cô ấy đâu. Cô ấy sẽ không đến. Tại sao anh biết cô ấy không đến? Ông cố nói với anh rồi. Hôm nay cô ấy có trận thi đấu bóng rổ. Anh đoán chuẩn thật đấy. Anh xem này. Bạn yêu cố cố nhà mình. Cố cố. Buổi tối cố cố nhà mình có trận thi đấu bóng rổ. Mình phải đi cổ vũ cho anh ấy, nên không đến thăm cậu được. Anh xem cái cậu như Nhược Phi này, từ sau khi yêu vào thể hiện rõ luôn bốn chữ thấy sắc quên bạn mà. Bọn họ không đến thì càng hay. Chúng ta tiếp tục thôi. Nào. Không chơi nữa, em đói rồi. Đói rồi hay sao? Chẳng phải hôm nay cô đã mang đến rất nhiều đồ ăn hay sao? Em ăn đi. Món cô mang đến toàn là những món canh bổ dưỡng cao cấp. Đúng, trong bụng của em toàn nước thôi. Em muốn ăn những món có hương vị dầu khói. Đi. Cảm ơn chú. Chậm thôi, chậm thôi. Dây. Lại tụt dây nữa hay sao? Lâu lắm rồi chưa từng điên cuồng như thế này. Nghĩ lại thì chỉ có lúc bé mới điên cuồng như thế này thôi. Lúc bé em điên cuồng thế hay sao? Không phải. Ý của em nói là lâu lắm rồi không được vui vẻ một cách đơn thuần như thế này. Nghĩ lại thì hình như là lúc ở độ tuổi của Tiểu Bảo. Thổi niên thiếu rất ít buồn phiền, ngước nhìn ánh nắng chiếu rọi khắp bốn phía. Chẳng phải mẹ nói bà ở nhà hay sao? Công ty xảy ra chút chuyện vừa mới đi. Vừa xảy ra chút chuyện nhỏ con đã trốn tránh rồi. Mẹ dạy con thế hay sao? Mẹ, con xin lỗi mẹ. Chỉ có Hạ Kiều Yến con không làm được. Được rồi, được rồi. Chuyện đã thất bại rồi thì đừng có nhắc đến nữa. Đã nghĩ kỹ chưa? Tiếp theo con định làm thế nào đi? Con nghĩ kỹ rồi. Con muốn tập trung vào sự nghiệp trước.
Được thôi, mẹ và ba của con cũng nghĩ như thế. Con hãy đến công ty làm trợ lý cho ba con một năm đi. Rất nhiều chuyện con cần phải rèn luyện nhiều hơn. Con không muốn đến công ty đâu mẹ. Con muốn tiếp tục làm thiết kế. Mẹ không đồng ý. Mẹ, con đã quyết định rồi. Được, nếu như con đã quyết định rồi thì con cứ đi đi. Sau này đừng nói con là con gái của mẹ nữa.